hay không? Việc nghệ sĩ bắt tay với truyền thông bẩn để bất chấp hành nghề từ thiện. Kính thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện từ thiện trong drama của cô CEO Nguyễn Phương Hằng, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học nhớ đời và cân nhắc kỹ hơn trước việc trao tiền và niềm tin của mình cho ai đó. Bên cạnh đó, mình cũng phải nhận ra những chiêu trò mà truyền thông bẩn cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng đã câu kết với nhau với các cá nhân, nhóm lợi ích trong xã hội. Họ cùng nhau vẽ nên những câu chuyện lâm ly bi đát để kêu gọi tiền từ thiện và cùng nhau chia chác. Và rõ nhất là câu chuyện của Động Tà Am, câu kết bắt tay với Đình Quân Trọc Màu và Khương Dừa và sự tiếp tay của hai giám khảo là Trấn Thành Trường Giang đến Lăng Xê, Tầng Bốc, Đám Nhóc Lên Tận Mây Xanh, dàn dựng kịch bản đau thương với mục đích cuối cùng là moi tiền hợp pháp từ Mạnh Thường Quân. Và trong bản tin này, Thùy Linh sẽ dẫn chứng thêm một sự việc tương tự như trên tiêu đề quý khán thính giả để thấy sự xấu xa và gian manh lừa lọc khán giả và Mạnh Thường Quân của những ông trùm truyền thông và giới nghệ sĩ nhé. Thưa quý vị, đó chính là câu chuyện sự thật về người cha gà trống nuôi con. Ông Đặng Hiếu Nghị tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 1 do chính công ty Đình Quân sản xuất và Trấn Thành làm giám khảo. Trong tập phát sóng này, Đình Quân đã dàn dựng một video clip để giới thiệu hoàn cảnh gia đình anh Nghị rất là thương cảm, mang đầy màu sắc bi thương. Ắt hẳn ai xem xong tập phát sóng của chương trình Hát Mãi Ước Mơ về anh Đặng Hiếu Nghị sẽ không kìm lòng được trước hoàn cảnh người cha một mình nuôi hai con bị teo não và thầm trách người vợ phụ bạc là đành đoạn đứt ruột là bỏ con. Khi được là MC Ốc Thanh Vân hỏi vợ anh đã bỏ đi lâu chưa, anh Nghị trả lời vợ tôi đi năm thứ năm rồi, tôi đã nói với mọi lời cho vợ lùi lại để cùng nhau là chung sức, nhưng người vợ người mẹ quyết định một đường là đi thẳng. Anh Đặng Hiếu Nghị này kể rất là nhiều về hoàn cảnh của mình. Tất nhiên, với toàn những lời lẽ đau thương nhưng điều chúng tôi ngỡ ngàng là những lời nói tưởng chứng như là thật, thì đó hoàn toàn là kịch bản dàn dựng, gian xảo trong chương trình này. Anh Đặng Hữu Nghị đã nói, người vợ của anh khi thấy hai đứa con tật nguyền đã bỏ là anh lại ra đi, và hai đứa con khờ khi Trấn Thành và Cẩm Ly MC Ốc Thanh Vân và cả chương trình đều nói lên quan điểm đồng cảm, thương xót và dẫn dắt truyền thông chia mũi dùi về phía người vợ, đồng thời dành hết tình thương cho anh Nghị. Thưa quý vị, chuyện sẽ chẳng có gì là đáng bàn cãi nếu như những gì trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ của công ty Đình Quân phát sóng là sự thật. Điều đáng nói ở đây là câu chuyện của anh Đặng Hiếu Nghị chỉ có một nửa là sự thật, nửa còn lại hoàn toàn bịa đặt, theo dệt để lấy lòng người thương mà thôi. Một nửa sự thật anh Nghị có một mình là nuôi hai đứa con tật nguyền, nhưng không phải là vợ anh đoạn tuyệt bỏ con, và việc này anh theo dệt quá khó khăn và cũng chưa hẳn là đúng. Khi chương trình này phát sóng, vợ anh Đặng Hiếu Nghị này đã ngay lập tức lên tiếng chứng kiến là chồng mình là ông Nghị này đã bêu réo mình bỏ con trên sóng truyền hình. Dù rất thương con, người mẹ của hai đứa trẻ đã không còn sức chịu đựng. Ngay trong đêm ngày 17 tháng 5, chị Đoàn Thị Huyền, vợ cũ của anh Nghị và là mẹ của hai đứa con tật nguyền, đã lặn lội bắt xe từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo chị Huyền, vì chứng kiến cảnh anh Nghị thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ con, mâu thuẫn hôn nhân trầm trọng, nên Hội Phụ Nữ tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế mới đề nghị cả hai anh chị ly hôn và tòa đã nhanh chóng giải quyết cho họ ly hôn. Sau đó, và quyết định anh Nghị là nuôi cháu Toàn, còn chị nuôi cháu Tùng. Chị Huyền cũng nói rõ có người bảo tôi là khùng khi để bị chửi rủa, nhưng vì con tôi chấp nhận tất cả. Khi hai đứa trẻ khờ khạo cần có tiền để chăm sóc, miễn sao là anh ấy đừng hành hạ các con của tôi là được. Thà anh nói tôi chết đi, tôi chấp nhận hết. Đằng này tôi vẫn phải chạy vay khắp nơi để lo cho đứa con thứ ba của anh, mà anh lại đi bôi xấu tôi khắp nơi. Và anh chỉ biết đến lợi ích của cá nhân, của anh và nhận được tiền hỗ trợ của nhiều người để sống cuộc sống sung túc. Còn mẹ con tôi thì chịu lời miệt thị của người đời. Thưa quý vị, câu chuyện vợ chồng nhà người ta, chúng tôi xin phép không bàn tới, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu đúng sai, thì chỉ có hai người mới biết. Điều chúng tôi muốn nói ở đây là, có hay không việc là sự tiếp tay của công ty Đình Quân, kể cả nghệ sĩ tham gia chương trình theo dệt nên những câu chuyện là lâm ly bi đát, để lấy lòng và lấy tiền cho ngay thẳng từ các Mạnh Thường Quân. Thưa quý vị, đúng là mỗi lần CEO Đại Nam Livestream sẽ luôn mang đến những là sức hút và thông tin sức nóng tạo ra sự thu hút cho cộng đồng mạng. Tuy nhiên, những thông tin nóng bà đưa ra không phải là bịa đặt để tạo ra drama, mà những phát ngôn của bà là có cơ sở và phát ngôn một cách có kiểm soát. Và mới đây,
Vào ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 2 vừa qua, bên cạnh thông tin hot cho mỗi gừng sĩ 50 tỷ nếu dám đứng ra là một chọi một với mình, thì nữ đại gia Bình Dương cũng tuyên chiến với MC số 1 của Việt Nam Trấn Cụt nữa. Và nữ đại gia cho biết Trấn Thành là người vô cùng mưu mô và thâm hiểm khi anh này dùng chính bộ phim của mình để đá xéo một công dân như bà. Biên tập viên Hồng Biến TV cũng thấy rất lạ vì xưa nay chúng ta đã bàn nhiều đến việc một số báo bẩn, nhà báo biến chất cậy quyền trục mũ dẫn dắt dư luận, sẵn sàng hạ bệ một cá nhân doanh nghiệp. Và hiện nay, từ bao giờ những nhà sản xuất phim có quyền ám chỉ bêu rếu công kích một cá nhân nhỉ? Nếu nói tác phẩm của Trấn Thành phản ánh hiện thực của xã hội theo dạng trào phúng, vậy thì anh càng phải đưa ra những chi tiết như Hoài Linh ỉm 14 tỷ, nghệ sĩ kéo đến nhà anti-fan dàn mặt, tặng sách, hay là nghệ sĩ là góp sức quảng cáo thuốc rỡm, gián tiếp đầu độc dân chứ nhỉ? Chứ ai đời lại tiếp tục quy trục một chiều thế kia. Và nếu quả thực Trấn Thành là một người anh hùng có lá gan, tại sao nhiều lần bà Hằng gọi tên mà không dám ra rác lá cả, mà là chơi trò mượn phim khích bác người khác vậy? Hại người nào mới dùng lời chiêu trò đâm lén này quý vị ơi. Có lẽ vì quá tức giận trước chiêu bẩn của chàng MC này, nên mới đây trên sóng livestream của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố sẽ tìm gặp Trấn Thành tát cho anh này là mấy bạt tai vì cái thói mất dạy. Câu nói trong bộ phim Hẻm Cùng của anh ta được cho là đụng chạm lòng dân nhiều nhất là câu không nên khoác lên mình chiếc áo chính nghĩa mà hãy đội lên đầu cái quần chính nghĩa. Một câu nói vô cùng nhạy cảm, có lẽ những người anti bà Hằng thì hả hê lắm trước câu đá đểu thâm thúy của Trấn Thành, mà cũng công nhận có thể là cả câu cả khịa chất lượng này của Trấn Thành cũng thuộc dạng là có trí óc, không phải dạng vừa, phải công nhận anh ta giỏi thật. Nhưng cũng chính câu nói này lại cho thấy sự tính cách thâm hiểm của ông chồng của Harry Won, cùng với kiểu nói chuyện tục tĩu không như những gì anh ta rao giảng đạo lý trên sóng truyền hình. Bà Hằng nói, trong số hàng triệu người ủng hộ bà con có những cô, chú bác lớn tuổi, hội cựu chiến binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trấn Thành nói tất cả những người theo chính nghĩa đều đội quần. Vậy phải chăng cũng đã quy trục tất cả những con người đáng kính này đội quần luôn hay sao? Một con người có văn hóa, có đạo đức của công chúng, tại sao lại có là ý tứ như vậy chứ Trấn Thùng, phẫn nộ với câu nói này. Bà Hằng mới tuyên bố trong đầu năm nay, hai cá nhân được bà đưa vào danh sách đặc biệt chăm sóc chú đáo nhất chính là Đàm Vĩnh Hưng và anh chàng MC Hoạt Ngôn, Trấn Cái Thùng, đặc biệt với sự thiếu tôn trọng dành cho những bậc tiền bối xả thân vì đất nước. Và bà Hằng không thể nào mà tha thứ, mà chính bà sẽ là người tìm gặp để cho anh này ăn mấy cái bạt tai mới xả giận. Và chúng ta không thể phủ nhận là MC này tài năng thật, nhưng tài năng thì phải gắn liền với đạo đức. Chứ tài mà không có đức thì cũng là kẻ vô dụng, bị công chúng trước sau cũng rời bỏ mà thôi. Đôi khi thông minh theo kiểu lươn lẹo như anh thì có ngày là phản tác dụng thành ạ. Đó là cái câu chuyện mà CEO Nguyễn Phương Hằng đã có lời tuyên bố rằng mình sẽ ra Hà Nội để mà có thể làm rõ ra tất cả những cái câu chuyện liên quan đến ca nghệ sĩ bẩn cũng như là lang băm. Như chúng ta đã được biết, khi mà Bộ Công an đã có công văn chính thức tuyên bố rằng các ca nghệ sĩ không có đủ căn cứ như là cơ sở để tố tụng hình sự, thì vụ án liên quan đến câu chuyện mà từ thiện như rất là nhiều những cái lá đơn tin báo tội phạm, tố giác tội phạm, thì chúng ta ngay lập tức thấy rằng là nghệ sĩ họ đã sử dụng truyền thông một cách rất là mạnh mẽ để mà có thể mà lên tiếng thách thức người này, thách thức người kia, và thậm chí là làm các lá đơn tố cáo lại CEO Nguyễn Phương Hằng. Và một câu chuyện mà khiến rất nhiều người dân và quý vị quý khán thính giả cũng cảm thấy rất là phẫn nộ, bức xúc liên quan đến câu chuyện đó chính là tên lang băm Võ Hoàng Yên, khi mà về phía Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố rằng không có những dấu hiệu phạm tội của tên lang băm này. Mặc dù chúng ta đã nhìn nhận ra rằng những cái câu chuyện, những nạn nhân họ cũng đã lên tiếng về cái tên lang băm này như thế nào, nhưng mà vẫn không đủ những cơ sở, các bằng chứng để mà có thể nói rằng cái tội cái tên lang băm này đó là điều khiến dư luận và thậm chí là quý vị quý khán thính giả cũng như là những cái mà những người mà thường xuyên theo dõi những cái drama này cảm thấy rất là bức xúc và phẫn nộ, bởi vì những dấu hiệu đã quá rõ rệt và nạn nhân họ đã lên tiếng và cũng đã có những cái đơn tố cáo liên quan đến cơ quan chức năng, liên quan đến những cái câu chuyện lừa đảo, thậm chí là giết người của tên lang băm Võ Hoàng Yên, và đã quá rõ ràng. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cần phải tôn trọng cơ quan chức năng, tôn trọng luật pháp, cho nên là ngày hôm nay chúng ta phải thực hiện quyền công dân của mỗi con người. Chính vì vậy mà CEO Nguyễn Phương Hằng cũng đã tuyên bố
rằng là sẽ chơi tất tay và sẽ chính thức đi ra Hà Nội để mà có thể gửi những cái lá đơn khiếu nại, những cái lá đơn tố cáo đến tận Trung ương để làm rõ những cái liên quan đến câu chuyện của tên Lang Băm và thậm chí những khuất tất trong những vấn đề từ thiện của các ca nghệ sĩ bẩn. Trong thời gian vừa qua, chúng ta được biết một số nhân vật rất là mạnh mồm, mạnh miệng như Đàm Vĩnh Hưng, rồi cho đến là Công Vinh, Trấn Thành, những cái nhân vật như Đồng Dao, Đồng Xanh, Đồng Nát gì đó thì chúng ta đã biết đó là những nhân vật dơ bẩn rồi và chúng ta không cần phải nhắc tới, như là Hề Lũ cũng đã làm đơn tố cáo đến CEO Nguyễn Phương Hằng và đó cũng chính là một cái điều mà khiến CEO Nguyễn Phương Hằng ngày hôm nay phải chính thức ra Hà Nội để mà có thể gửi đơn khiếu nại và yêu cầu làm rõ những cái vấn đề khuất tất của các nghệ sĩ này.